Vào ngày 8 tháng 9 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong một bài nói chuyện, tiếng nói là thứ của cải, vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải gìn giữ nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Nhân dịp Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt lần đầu tiên được phát động vào năm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những suy nghĩ của những người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ về vai trò không thể thiếu của tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nghe giọng nói đậm chất Việt của Minh Hoàng, không mấy ai nghĩ rằng em chưa một lần được trở về Việt Nam. Tiếng Việt của Hoàng được chăm bẵm bởi bố của em, ông Phùng Thái Sơn, một người Việt làm nghề lái xe buýt tại Stockholm. Trong suốt hơn 10 năm qua, hàng ngày ông luôn bền bỉ tranh thủ từng giây từng phút ít ỏi bên các con để dạy tiếng Việt. Nếu như con cái mà không biết tiếng Việt thì không khác gì như là mình nuôi con mà cho tân. Mà nó đâu có hiểu đất nước Việt Nam như thế nào. Từ đấy tôi đi thì tôi đã có ý định là tôi phải bằng mọi giá, tôi sẽ dạy cháu tiếng Việt. Daniel Nguyễn Hoài Tiến sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Chính tiếng Việt đã giúp Tiến tìm thấy con đường đi cho riêng mình ngay tại chính quê hương Việt Nam. Tôi được tiếp cận với bà con dân tộc thiểu số ở mấy cái vùng sâu, vùng xa để tìm ra một cái mô hình kinh tế phù hợp với cái nền văn minh và văn hóa của họ. Tiếng Việt tạo ra một cơ hội rất là đặc biệt cho tôi để đóng góp cho quê hương. Nếu như bạn là một người Việt Kiều và bạn thạo tiếng Việt thì bạn đã thắng được một nửa rồi. Bởi vì là bây giờ cái hội nhập kinh tế phát triển rất là mạnh và khắp mọi nơi người ta có quan hệ về kinh tế, về văn hóa, về tất cả mọi mặt với Việt Nam. Và người ta luôn luôn cần những người gốc Việt mà biết tiếng Việt thạo. Việc Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt được tổ chức hàng năm đã thể hiện quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước trong việc gắn kết kiều bào với khối đại đoàn kết dân tộc và đẩy mạnh hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt ở trong cộng đồng. Có rất nhiều cái hoạt động để hướng tới cái ngày này. Ví dụ như là các cái hoạt động tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, xây dựng những trang web về dạy bảo tiếng Việt, tri ân những cá nhân và những tổ chức của kiều bào người Việt Nam nước ngoài có đóng góp tiêu biểu cho việc thúc đẩy dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài. Quyết định là chọn cái ngày đó là vinh danh tiếng Việt là một cái ý tưởng tuyệt vời. Vì có cái chính sách này của Đảng, của chính phủ mình ấy, thì là tụ tập được các tinh hoa, những cái ý tưởng hay của Việt Kiều mình ở nước ngoài để cùng nhau quảng bá cho tiếng Việt. Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt sẽ là cơ hội giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và tự tin hội nhập với toàn cầu.